chị em á, ôi trời ơi. Mai về quê luôn đi. Cắm lắm thế. Cắm một cái ví dụ thôi. Hàng đi xin mà cắm như này. Muốn ăn này không? Thì phát trực tiếp thì phải để chủ nhân đội mũ vào. Nào đội mũ vào, đóng hết cửa ấy vào. Bắt tiền, nhanh lên, ra đây thì là cởi áo ra. Bắt tiền. Tắt cái điện đằng sau. Đóng cái cửa đấy vào, đóng cái cửa đấy vào. Tắt đi. Tất cả bên kia đây. Đây sau kìa. Đấy, công tắc đấy. Nào. Ủa, khói mù mịt rồi. Cái tự lấy. Lấy ra bé thôi. Cái này không ăn. Tiền bố. Áo nhằn thế. Này chủ nhân cắt đi nhờ. Cắt đi nào. Đẹp thế nhờ. Bên hoa này gấp ra. Hoa đây để cắt đi. Cắt hết. Cái gì con? Để cháu cái thìa. Mẹ ơi lấy cho con cái thìa chứ. Thìa hồng ơi. Đấy. Em sao mà được. Thả ra là cái đĩa. Ui nặng thế. Nặng thế. Bầu gội đầu à. Này cho dưới. Thấy sao không? Cái này, cái này. Xem lại của thầy à? Ai xem đấy? Chị nhà xem à? Úi giời ơi. 1k là xem. Em nào cây view đâu. Nào ăn thử như nào. Cốt đấy, cốt của lớp luôn đấy. Ăn lên một thìa, ăn lên. Em ăn. Đấy, chị lấy không lấy được thìa. Lấy một cái cho chị quả chín ra. Ăn đi. Rồi mở cửa ra cho rồi đi. Con em bé. Ra đây em lấy đi. Ra đây em lấy này. Hơi tối nhỉ. Mềm nhỉ nha. Đấy. Ngon nhỉ. Ngon chưa? Ăn bánh nha, sinh nhật không? Sợ gì?